chào ban giám khảo. Em tên là Phạm Hải Như, học sinh lớp 5A, trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Thắng. Em tên là Phạm Quang Quy, học sinh lớp 5A, trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Thắng. Sau đây chúng em xin phép trình bày về đề tài của chúng em. Hiện nay, tại các bệnh viện lớn thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải, với số lượng người đến khám chữa bệnh rất lớn. Có nhiều người ngoài tỉnh, ngoài thành phố mới đến bệnh viện lần đầu, hoặc không thường xuyên đến bệnh viện. Bên cạnh đó thì đặc thù của bệnh viện là các phòng khoa được bố trí theo khu vực với nhiều khu khác nhau. Chính vì vậy, có nhiều người gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm các phòng khoa trong bệnh viện như là phòng siêu âm, phòng chụp X quang. Khi đó, bệnh viện cũng thiếu nhân viên thường trực trong công việc hướng dẫn. Nhiều sơ đồ trong bệnh viện chưa được sự khoa học, dễ hiểu đối với đại đa số mọi người. Có nhiều khảo sát cho thấy những người ít đến bệnh viện sẽ rất bỡ ngỡ và khó khăn trong việc tìm kiếm các phòng khoa trong bệnh viện, đặc biệt là đối với những trường hợp bệnh nặng, trường hợp cấp cứu, việc nhanh chóng tìm được các phòng khoa là việc rất cần thiết. Quan sát thấy ở hầu hết các bệnh viện cũng đã có các bảng màu chỉ dẫn dán trên nền nhà đến một số phòng khoa quan trọng. Tuy nhiên, không được đầy đủ và không phải ai cũng có thể tìm được các phòng khoa mong muốn theo cách và chỉ dẫn như vậy. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, hướng đến nâng cao chất lượng hoạt động khám chữa bệnh và giúp người dân có thể nhanh chóng, thuận tiện hơn trong việc khám chữa bệnh. Chính vì vậy, chúng em mong muốn tạo ra các chú robot có thể tự động dẫn đường theo yêu cầu cho mọi người đến các phòng khoa trong bệnh viện, giúp mọi người có thể nhanh chóng tìm được phòng khoa mong muốn, tiết kiệm thời gian, góp một phần giảm sự quá tải trong bệnh viện. Đầu tiên, về cấu tạo của robot gồm có cảm biến dò lai, giúp dẫn đường, cảm biến siêu âm. Tiếp theo là thân robot, hai động cơ, màn hình LCD, giúp cảnh báo cho những người cần sự giúp đỡ. Và thành phần quan trọng nhất của robot là bộ não. Chương trình lập trình và điều khiển của chúng em là GarageBand. LCD để hiển thị thông báo, sử dụng đèn LED để cảnh báo, cảm biến siêu âm để tự tránh vật cản, tự quay về vị trí ban đầu sau khi hoàn tất dẫn đường. Đối với các khu vực khác nhau ở khác tầng, robot sẽ dẫn đường đến cầu thang sau khi người cần dẫn đường đi lên cầu thang, sẽ lại tiếp tục sử dụng robot tại tầng đó. Robot bước đầu đã có thể tự tìm về vị trí ban đầu.
từ khi lên ý tưởng, xây dựng nguyên lý hoạt động, lắp ráp mô hình, sản phẩm và tiến hành thử nghiệm. Chúng em đã tiến hành thử nghiệm và hiệu chỉnh mô hình rất nhiều lần. Đến nay, mô hình đã hoàn thiện, có thể áp dụng trong thực tế tại các bệnh viện. Robot được áp dụng vào thực tế sẽ giúp dẫn đường cho mọi người trong bệnh viện, giúp mọi người có thể nhanh chóng tìm được các phòng ban mong muốn, giúp tiết kiệm thời gian, giảm nguy cơ rủi ro khác do chậm trễ về mặt thời gian, giảm ùn tắc quá tải trong các bệnh viện, góp phần xây dựng bệnh viện thông minh thời đại 4.0. Phần trình bày của chúng em đến đây là kết thúc. Chúng em xin cảm ơn ban giám khảo đã lắng nghe.